tĩnh mạch, vắt, sơ. À, rồi, máu chảy bên trong mạch máu gọi là tuần hoàn kính. Rồi bây giờ đây, động mạch trung tâm, tĩnh mạch, cái đoạn động mạch trung tâm, tiểu động mạch cút lông, tiểu động mạch cút lông đổ ra ngoài, đổ ra ngoài, tiểu động mạch cút lông đổ ra ngoài, máu chảy lên láng ra bên ngoài dây gì đó, bên ngoài là dây gì đó, dây gì đó, máu chảy ra dây gì đó, sau đó đi vào trong xoang tĩnh mạch. Tại xoang tĩnh mạch này nó rất tê tua, giữa những tế bào mô nó có những khoảng hẹo hở rất là lớn, nên tế bào máu nó máu vào trong xoang tĩnh mạch mới đi về hệ tĩnh mạch, nó gọi là tuần hoàn hở. Tuần hoàn hở là gì? Máu đổ ra bên ngoài mao mạch, bên ngoài khỏi mạch máu, máu đổ ra bên ngoài khỏi mạch máu, máu chảy lên láng ra ngoài này, sau đó nó chảy vào trong xoang tĩnh mạch, chảy vào xoang tĩnh mạch trở lại. À, đó, máu chảy trong mạch máu gọi là tuần hoàn kính. Máu chảy ra khỏi mạch máu, máu chảy ra khỏi mạch máu là tuần hoàn hở. Cho nên là cái lách đó, trong mạch máu là chứa máu rồi, ngoài mạch máu cũng chứa máu luôn. Nên cái lách nó giống như một cái bọc, bọc máu nằm đây. Mà cái bọc máu nằm đây thì nó dễ bể. Cho nên là bị chấn thương, bị đụng chặt về vô bụng á là nó dễ bị vỡ lắm á. À, đó, cái này là mình đã nhuộm màu rồi. Tủy trắng là cái chỗ có màu đậm. Tủy trắng là rất nhiều tế bào liên khô. Tế bào liên khô thì màu trắng, mạch cầu. Tế bào liên khô là mạch cầu, mà mạch cầu thì màu trắng. Cho nên là trên cái lớp tươi mình mổ ra nó màu trắng. Nhưng mà đây mình nhuộm màu rồi. Càng đông tế bào bắt màu càng đậm. Càng đông tế bào bắt màu càng đậm là tủy trắng, tủy trắng, tủy trắng. Ở đây là bách vỏ sơ, không? Bách sơ. Còn mấy vùng này là tủy đỏ nè. Đó, bách sơ và di sơ. Bách sơ chứa mạch máu. Cấu trúc gì? Tủy trắng. Cái động mạch trung tâm nè. Đó, đây là tủy trắng. Cái mũi tên màu trắng gì? Động mạch trung tâm. Động mạch trung tâm này. Ngoài này là tủy đỏ. Mấy cái vùng này là tủy đỏ. Rồi tuần hoàn trong đó. Mà cái này anh chỉ cho bà chân thành này đó. Anh mới chỉ chân thành đó. Động mạch lắm. Vào chi nhánh vào bánh sơ. Và trong nhu mô đó thì gọi là động mạch trung tâm. Động mạch trung tâm phân làm tiểu động mạch cút lông. Động mạch lắc là nhánh của động mạch gì? À, động mạch thân tạng. Động mạch thân tạng là xuất phát từ đâu? Động mạch tiểu bụng. Nhớ về mẫu gì đó ha. Đây, từ tiểu động mạch cút lông vào xoang tĩnh mạch, vào tiểu tĩnh mạch tủy đỏ, vào tĩnh mạch vắt, vào về tĩnh mạch lắc tuần hoàn kính. Cái này là mấy em ghi chú gì cho dễ, dễ nhớ nè. Kính có nghĩa là máu chảy bên trong mạch máu. Rồi tuần hoàn hở có nghĩa là máu từ tiểu động mạch cút lông đổ ra ngoài dây biểu đó, rồi sau đó nó mới chảy vòng vòng, nó mới trở vào mạch máu. Nghĩa là máu đổ ra ngoài khỏi mạch máu gọi là tuần hoàn hở. Mấy em có thể ghi chú để mình nhớ tại sao kính, tại sao hở ha. Tuần hoàn hở là máu chảy ra ngoài mạch máu, tức là dây biểu đó, dây biểu đó vào bên ngoài mạch máu rồi. Rồi cái hình này trong chương trình mình cũng có nè. Rồi cái hình này trong chương trình này, mao mạch kiểu con nó giống như cái rọ, cái lọ.
mấy bạn ở miền Tây đi đi đặt cá mà cái lợp biết không, cái lợp cái lò đó. Rồi đây là dây điều đó, dây điều đó, dây điều đó nói gì? Tế bào lưới, đại thực bào, tương bào, lympho B. Dây điều đó. Đây xoang tĩnh mạch, bên trong không tĩnh mạch thì có hồng cầu, tế bào máu, và trong tĩnh mạch thì sao? Có những cái mạch thở rất là rộng, thành của mạch có những mạch thở rất là rộng, rất là rộng. Vậy thì các tế bào máu tự do đi ra đi vào, đi ra đi vào, tế bào máu tự do đi ra đi vào. Vậy thì máu nó chảy vào dây điều đó rất là tự do. À, vừa là tĩnh mạch tỷ đỏ, tĩnh mạch tỷ đỏ đổ máu ra ngoài, vừa là tế bào máu có thể lọt ra được, lọt ra ngoài được, lọt vào, lọt ra, lọt vào được. Đó, rất là tự do. Vậy thì ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là gì? Bây giờ một cái ví dụ tương đối thôi nha. Ví dụ như giờ là thật ra ở các tỉnh của mình á, cái ranh giới giữa các tỉnh, ví dụ như là cầu Cần Thơ của mình nào là giữa tỉnh Vĩnh Long với tỉnh thành phố Cần Thơ đúng không? Cái cầu Cần Thơ bắc qua nối hai tỉnh này lại, thì cái vùng mà tiếp giáp giữa hai tỉnh á, lúc nào nó cũng có một cái bộ phận gọi là kiểm dịch động vật. Bình thường đó thì mấy cái cơ quan kiểm dịch đó ta làm việc khác, ta đi làm việc khác, nhưng mà có đợt có động. Ví dụ bên Bình Minh của Vĩnh Long đang có dịch cúm gia cầm, thì là tự nhiên cái đội đó ra nó chặn cầu Cần Thơ lại. Mấy cái xe nào mà chở dịch gà từ Vĩnh Long đem qua Cần Thơ bán á, chặn lại hết để kiểm tra, ha, hoặc là không cho qua để tránh lây lan cái dịch bệnh, lây thành dịch, tại dịch thì sao? Đây, kiểm tra có dịch gà, cái xe dịch xe gà đó có bệnh hay không? Giả sử hôm đó có một cái xe tải lớn chở 1.000 con vịt chạy qua, giờ cái đội kiểm dịch này có 10 người, đội kiểm dịch này có 10 người. Rồi nếu mà cái xe đó lại nguyên chạy qua luôn, 10 ông này cứ đứng dòm chứ làm gì được, không kiểm được con vịt nào bệnh, có vịt nào không, mà phải gì luôn mới mà dịch nó xuống. Cậu cầu mới kiểm tra từng con kiểm tra để con nào bệnh, con nào không. Con ở đây cũng vậy, trong máu có thể có những con tế bào lạ, những con tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu già, à nhưng mà nó chảy trong mạch máu mà đâu làm gì nó. Bây giờ nó phải ra đây, tế bào lưới, con tại được bào, tương bào, nó mới kiểm soát cái máu này có tế bào lạ tắc, có tế bào hồng cầu già tiêu diệt, có vi khuẩn tiêu diệt, đúng không? Vậy thì khi mà máu đổ ra bên ngoài như vậy thì mấy con tế bào của dây như đó nó mới thực hiện được chức năng miễn dịch của nó, thực hiện được chức năng dịch. Khi nó tiếp cận được những con tế bào hồng cầu già, nó tiếp cận được những con tế bào vi khuẩn, thì nó mới thực hiện chức năng miễn dịch của nó được. Chứ nếu mà nguyên cái xe lò chạy qua mấy con dịch bị bệnh thôi trong cái xe đó, mấy ông này cũng dịch thôi chứ đâu có làm gì được, mà phải đặt nó xuống, đặt nguyên cái bài dịch rồi xuống, máu phải đổ ra, mấy này nó mới lựa cho máu đó, tế bào xấu, tế bào già tiêu diệt, đúng không? Mấy em học hồi đó giờ cái hay nhắc lại, hồng cầu có tuổi thọ bao nhiêu ngày đó, nhớ không? À, tức là những con hồng cầu già thì thành tế bào nó, màng tế bào nó bị yếu, màng tế bào bị yếu thì đi lại gặp cái này là nó mất cái là bể. Đó là bởi vì mình mới hay học á, hồng cầu già thì bị tiêu diệt ở lá, ở tủy xương vân vân, hay học cái câu đó mà lòng vào đó, nhớ không? Nhưng mà nó chảy cho mạch máu ai làm việc đó, nó phải lọt ra,
mấy thằng này mới mới bắt nó. Rồi vậy thì chức năng của nó đó tạo lympho bào à, thời kỳ còn trong bào thai đó thì có một cái giai đoạn lắm nó tham gia tạo hồng cầu và cầu hẹn, tiểu cầu và lympho bào. Tuy nhiên sau khi sanh thì chủ yếu chỉ tạo lympho bào thôi. Chức năng tạo lympho bào là xảy ra ở trung tâm sinh sản của tuyến cánh nguyên phân tạo ra những lympho bào B mới à. Ngoài ra thì nếu mà trong máu có những con vi khuẩn tế bào lạ kháng nguyên thì dây virus gồm tại tế bào lưới tương bào nó sẽ sản xuất ra kháng thể hoặc là nó sẽ tấn công tế bào lạ để tạo ra kháng thể để mà tiêu diệt kháng nguyên và chức năng miễn dịch. Mình học bài da nha anh em.